Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đoàn Ngọc Hải phải chịu trách nhiệm khi cấp phép xây dựng sai quy định. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, trong giai đoạn 2016-2018, ông Đoàn Ngọc Hải là người ký các giấy phép xây dựng sai quy định, vượt thẩm quyền, cấp phép sai độ cao và mật độ xây dựng cho nhiều trường hợp nhà ở. Trả lời thắc mắc của cử tri quận Thủ Đức sáng ngày 20 tháng 6 về việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức sau vài giờ nhận quyết định bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết quan điểm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là bổ nhiệm sử dụng cán bộ vào các vị trí phù hợp để họ phát huy hết năng lực. Thời điểm này, Tổng công ty xây dựng Sài Gòn đang cần hai phó tổng giám đốc, trong đó cần một phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính. Quá trình làm việc trao đổi với ông Hải, nhận thấy ông Hải vừa có bằng kinh tế, từng phụ trách công tác thuế của phường sau đó lần lượt là trưởng phòng kinh tế quận và phó chủ tịch phụ trách quản lý đô thị nên ông hải có nền tảng về kinh tế biết về công tác quản lý xây dựng vì vậy thành ủy đề xuất điều động bổ nhiệm ông hải vào vị trí phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tổng công ty xây dựng sài gòn trước đó chúng tôi có trao đổi với anh hải về việc bổ nhiệm này không phải không căn cứ vào năng lực của cán bộ trong lúc chưa có quyết định chính thức về việc anh hải xin nghỉ thì anh ấy vẫn phải đi làm, ông Nhân nói. Cũng theo bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trường nào tổng công ty xây dựng Sài Gòn và cơ quan có thẩm quyền chưa cho thôi việc, thì về nguyên tắc, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải đi làm bình thường. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng những đóng góp của ông Hải khi đã cùng với quận và lãnh đạo các phường lập lại trật tự đô thị là cần ghi nhận. Thế nhưng công tác đô thị của quận 1 trong các năm 2016, 2017, 2018, thời điểm ông Hải làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, phụ trách lĩnh vực xây dựng cũng xảy ra nhiều sai phạm, bắt nguồn từ việc cấp phép xây dựng sai quy định, vượt thẩm quyền, cấp phép sai độ cao, mật độ xây dựng sai. Đáng chú ý là những giấy phép xây dựng này do ông Đoàn Ngọc Hải ký. Tất nhiên sai phạm này có trách nhiệm của cán bộ phòng tham mưu và vừa qua một số cán bộ cũng đã bị xử lý trách nhiệm. Tuy nhiên là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực, anh Hải cũng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm này, Bí Thư Nhân nói. Trước đó, như Việt Nam Finance đã thông tin, sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, về làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Ngay sau khi nhận quyết định điều động, chiều ngày 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải đã ký đơn xin từ chức và cho rằng nếu miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn. Điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị quyết tâm cho rằng, ở trường mực nào đó, ứng xử của ông Đoàn Ngọc Hải là thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân chia sẻ với báo chí bên lề quốc hội sáng nay về việc nguyên phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay sau khi được bố trí làm công việc khác. Nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị quyết tâm cho rằng đó là quyết định cá nhân. Phóng viên, trong thời gian còn đương chức, bà đánh giá thế nào về cách làm việc của ông Hải thưa bà? Bà Nguyễn Thị quyết tâm, khi còn làm ở hội đồng nhân dân, tôi cũng đánh giá tốt về năng lực, tâm huyết của anh Hải trong thực hiện nhiệm vụ tuy nhiên có một số cách ứng xử với công việc và với người dân chưa được như mình mong muốn trong quản lý trật tự đô thị ai cũng muốn gọn gàng sạch sẽ đi vào nền nếp phải nhìn vào một thực tế là phải có lộ trình muốn giải quyết vấn đề đó trước hết lãnh đạo thành phố phải yêu cầu hay lúc tôi làm hội đồng nhân dân thì cũng nhiều lần tôi nói, mình làm công tác chính quyền, mình muốn trật tự, người dân người ta cũng muốn, nhưng công an việc làm, điều kiện sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân là trách nhiệm của chính quyền phải tạo ra. Chính quyền cần tạo ra khung pháp lý, tạo ra điều kiện giúp cho người dân cách mưu sinh, một gánh xôi bên lề đường giúp họ nuôi sống cả gia đình, nuôi con học hành tử tế và thực ra cũng là giải quyết vấn đề của xã hội, chứ không phải là chuyện cấm chỗ này đuổi chỗ kia những điều này đặt ra đòi hỏi trong việc xem xét bố trí cán bộ sao cho phù hợp với nhiệm vụ và môi trường mà cán bộ công tác người dân dù có sai đi chăng nữa thì thái độ tôn trọng thái độ lịch sự cầu thị của người thi hành công vụ cũng phải có chuẩn mực phóng viên thưa bà trước hành động từ chức của ông hải người dân không rõ tác động nhân sự đối với ông hải như thế nào liệu có điều gì đó khiến cho ông hải không đồng tình bà nguyễn thị quyết tâm tôi nghĩ rằng quá trình điều động hay phân công anh hải có rất nhiều lần trao đổi trực tiếp chúng tôi cũng phân công người có trách nhiệm gặp gỡ trao đổi và cũng có cân nhắc đến môi trường mới phân công làm sao để anh hải có thể phát huy được năng lực sở trường của mình tôi nghĩ cách làm công tác cán bộ đã rất thấu đáo để vẫn phát huy được sự nhiệt thành của cán bộ sở trường của cán bộ việc giữ trật tự đô thị của thành phố không phải một người làm mà cả hệ thống chính trị làm trong đó vai trò quyết định là của người dân mình cần tạo sự đồng thuận phải tuyên truyền nhắc nhở kiên trì và đặc biệt tạo môi trường tốt để người ta tham gia tôi rất ngạc nhiên phóng viên bà có bình luận gì về việc ông hải nhận quyết định phân công buổi sáng buổi chiều lại gửi đơn xin từ chức trước đó ông hải cũng từng có đơn xin từ chức rồi rút lại thưa bà bà nguyễn thị quyết tâm tôi cũng không dám bình luận gì ở đây mỗi người có một cách ứng xử của mình sao cho chuẩn mực Tôi thì rất quý anh Hải trong tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Mình cũng muốn tạo điều kiện cho anh phát triển. Nhưng ứng xử vừa rồi làm tôi rất ngạc nhiên và cũng rất khó hiểu đối với một cán bộ đảng viên. Đây là ứng xử với tổ chức, đưa ra công luận như vậy làm cho người dân rất khó hiểu về công tác cán bộ của mình. Không phải việc gì tổ chức làm cũng phải đi nói hết cho người dân nghe được vì có những vấn đề nội bộ. Cho nên, trong một trường mực nào đó ứng xử đó thiếu tôn trọng tổ chức thiếu tôn trọng bản thân mình nói cho cùng muốn người ta tôn trọng đánh giá đúng được mình thì trước hết phải có ứng xử chuẩn mực phóng viên có thông tin cách đây một năm ủy ban kiểm tra thành ủy đã có kết luận về những sai phạm liên quan tới ông hải không rõ kết luận như thế nào vì sao không công bố thưa bà bà nguyễn thị quyết tâm tôi nghĩ cái đó có công bố nhưng phạm vi công bố thế nào thì theo quy định thôi thanh tra cũng có công bố kết luận thanh tra tôi nghĩ rằng cái đó có không biết báo chí tiếp cận cái đó thế nào thôi lãnh đạo chỉ đạo rất minh bạch thậm chí tôn trọng tới mức sau khi thanh tra rồi sau khi bàn bạc có định hướng công tác cán bộ rồi khi anh hải đề bạt ý kiến thì chúng tôi vẫn xem xét lại ví dụ như vậy cho nên đây là ứng xử của một con người ứng xử với một cán bộ của đảng của dân thì rất tôn trọng cầu thị quan tâm để tạo điều kiện cho phát triển nhưng ngược lại phải là sự hợp tác giữa đôi bên giữa cá nhân với tổ chức và ngược lại một bên không làm nên được công việc tổ chức tôn trọng cá nhân thì cá nhân cũng phải tôn trọng tổ chức phóng viên những kết luận kiểm tra như thế nào có ảnh hưởng đến thái độ của ông hải hiện nay không thưa bà bà nguyễn thị quyết tâm việc đó các bạn tìm hiểu thêm cái đó tôi nghĩ rất công bằng minh bạch không có gì khúc mắc ở đây cả phóng viên thưa bà bà có thể tiết lộ thêm bà nguyễn thị quyết tâm bây giờ không thể nói được vì thanh tra, kiểm tra là phải bằng văn bản, giấy tờ đàng hoàng và cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai chuyện đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức. Tôi nghĩ sở anh Hải phải chấp hành phân công của tổ chức đi đã, sau đó có nguyện vọng thế nào thì trình bày lại. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói. Bên hành lang Quốc hội chiều ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao đổi với báo chí xoay quanh vụ việc ông Đoàn Ngọc Hải có đơn từ chức ngay sau khi được điều động sang vị trí công tác mới. Ông cho rằng việc phân công là do tổ chức, còn người cán bộ đó cảm thấy khả năng, trình độ của mình như thế nào, có phù hợp hay không thì có quyền báo với tổ chức. Tuy nhiên quyền quyết định là do tổ chức, Bộ trưởng Tân nói. Phóng viên ngoài trường hợp ông đoàn ngọc hải mới đây cũng có trường hợp phó giám đốc sở tư pháp hậu giang từ chối quyết định phân công về làm ở hội chữ thập đỏ ông có nhìn nhận gì về hiện tượng này bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân điều này là do cấp quản lý cán bộ quyết định còn nguyện vọng của các cán bộ này sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét khả năng anh hải chưa thấy hợp chuyên môn với việc này chưa làm công việc này ngày nào nên có thể không hoàn thành nhiệm vụ nên muốn tổ chức chọn người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nếu thấy khả năng của mình không hoàn thành thì họ từ chối còn đề bạt phân công là chuyện của tổ chức họ sẽ đánh giá xem xét phóng viên có ý kiến cho rằng việc phân công công việc mới đối với ông hải là để ngồi chờ bước xử lý tiếp theo vì có thể liên quan đến vi phạm nào đó ông thấy sao bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân không trường hợp nếu có sai phạm thì lại khác việc phân công cán bộ là quyền của các cơ quan quản lý phân công cán bộ sao cho phù hợp cán bộ có nguyện vọng xin chuyển vị trí khác hoặc không làm ở vị trí đó nhưng quyền quyết định là cơ quan quản lý cán bộ căn cứ vào yêu cầu năng lực trình độ và yêu cầu thực tế của công việc tôi nghĩ trước tiên là cán bộ phải chấp hành quyết định của tổ chức còn vấn đề khiếu nại tâm tư nguyện vọng như thế nào thì tổ chức sẽ xem xét quan trọng là cán bộ đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ chức phóng viên vậy trường hợp ông hải xin không giữ chức vụ vừa được phân công và ông phó giám đốc sở tư pháp hậu giang từ chối nhận quyết định phân công thì sẽ được các cơ quan làm công tác cán bộ xử lý ra sao thưa ông ông lê vĩnh tân phân công việc cho cán bộ là thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cán bộ phân công dựa theo vị trí việc làm còn anh ấy có nguyện vọng xin chuyển hay gì đó thì lập phần cá nhân nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do cơ quan quản lý cán bộ người ta làm dựa vào năng lực sở trường trình độ và yêu cầu công tác của cơ quan vậy nên tôi nghĩ giờ anh hải phải chấp hành phân công của tổ chức đã sau đó có nguyện vọng thế nào thì trình bày lại nhưng nguyên tắc quan trọng là cán bộ đảng viên phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan tổ chức phóng viên giờ có những trường hợp cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ như thế xong rồi lại từ chức luôn thì xử lý thế nào có kỷ luật được không thưa ông bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân không thực hiện nhiệm vụ được phân công thì xử lý theo quy định của đảng của nhà nước không chấp hành quyết định thì nhất định phải được xem xét xử lý rồi vì quy định của đảng nhà nước thế rồi nhưng đương nhiên cơ quan sử dụng cán bộ phải xét đến nguyện vọng của người ta nữa còn việc của cán bộ là phải chấp hành việc đảng việc nhà nước phân công xin cảm ơn bộ trưởng ông đoàn ngọc hải cần phải song phẳng với thông tin cung cấp cho báo chí một chi tiết trong đơn từ chức phó giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải có nội dung Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt? Dư luận hiện nay vẫn chưa biết rõ về những người có máu mặt mà ông Đoàn Ngọc Hải đã nói với báo chí. Ví dụ như họ và tên của những người đó là ai? Địa chỉ của những người đó ở đâu? Họ có quyền lực chính trị, quyền lực kinh tài hay là thế lực xã hội đen, thế lực thù địch như thế nào gọi là máu mặt? Có thể cho rằng nội dung phải trang việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt mà ông Đoàn Ngọc Hải đã đề cập trong đơn từ chức phó giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn là sự thiếu trách nhiệm về cung cấp thông tin cho báo chí. Đó là chưa nói đến cái vỉa hè có liên quan đến lợi ích của rất nhiều đối tượng, thành phần như người đi bộ, người bán hàng rong, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, vân vân. Như vậy chúng ta thấy cái vỉa hè là cái lợi ích chung của nhân dân. Nói theo ông Đoàn Ngọc Hải thì đâu là những người có máu mặt làm trái quy định pháp luật của nhà nước. Khi đã đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thì chúng ta không thể đưa một câu với nội dung chung chung vào trong bài viết, trong thư phản ánh, trong đơn tố giác, trong đơn tố cáo hay là trong đơn từ chức. Chúng ta phải vạch trần bộ mặt, chỉ rõ địa chỉ cụ thể của những kẻ đã có hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực. Phải như vậy thì cơ quan có thẩm quyền của Đảng, nhà nước mới xử lý đúng người, đúng tội được. Ông Đoàn Ngọc Hải đã không chiến đấu tới cùng với những người có máu mặt làm trái quyết định pháp luật của nhà nước mà bỏ cuộc giữa chừng bằng hành động nộp đơn xin từ chức và nghỉ việc 2 tháng không lương để chờ giải quyết nghỉ hưu trước 10 năm. Ai sẽ trả lời cho người dân về những người có máu mặt làm trái quyết định pháp luật của nhà nước? Chúng ta cần phải song phẳng với ngay cả những thông tin sai phạm có liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải. Có thể nói, một thời gian dài hơn 2 năm, ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường, chỉ huy dẹp vệ hè, cẩu xe đậu không đúng quy định, bắt chó thả rông, hình ảnh của ông Đoàn Ngọc Hải được dư luận ghi nhận tích cực. Nhưng khi báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh thông tin sai phạm của phòng quản lý đô thị quận 1 liên quan đến lĩnh vực mà ông Đoàn Ngọc Hải đang phụ trách trực tiếp thì chúng ta cũng phải ghi nhận khách quan. Chúng ta không thể vì cái tích cực của ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường xẹp vỉa hè, cẩu xe đậu không đúng quy định, bắt chó thả rông mà bỏ qua những sai phạm liên quan đến lĩnh vực mà ông Đoàn Ngọc Hải đang phụ trách trực tiếp. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, công tội phân minh, sai đến đâu xử đến đó và hôm qua là anh Hùng nhưng biết đâu hôm nay lại là tội phạm. Cái chúng ta đang cần là sự minh bạch về trách nhiệm. Ông Đoàn Ngọc Hải có sai phạm hay không sai phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý đô thị. Sáng nay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại biểu Quốc hội đã trả lời báo chí, đã có kết luận về vi phạm của ông Đoàn Ngọc Hải. Mới đây, phóng viên báo Thanh niên đã hỏi ông Đoàn Ngọc Hải khi từ chức rồi ông có sợ sẽ bị phanh phui tiêu cực khi còn đương chức ông đoàn ngọc hải đã trả lời tôi không sợ gì cả vì không bao giờ tôi cố ý làm trái để trục lợi không bao giờ o ép doanh nghiệp o ép người dân để lấy tiền nếu sợ tôi đã không trực diện với tiêu cực trên vỉa hè sẽ không bao giờ dám thẳng thắn trong các cuộc họp ban thường vụ về công tác cán bộ mối liên hệ giữa ông đoàn ngọc hải về những phát ngôn của tù nhân đinh la thăng Tù nhân Đinh La Thăng khi còn là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều phát ngôn ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải dẹp về hè, như không thể để anh Đoàn Ngọc Hải cô đơn, cần những người như anh Đoàn Ngọc Hải. Thành ủy kỷ luật ông Đoàn Ngọc Hải là lời đồn vớ vẩn. Đến nay có rất nhiều người vẫn chưa hiểu được nguyên nhân tù nhân Đinh La Thăng lại ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè, kêu gọi Bí thư Chủ tịch ủy Ban nhân dân quận huyện xuống đường như ông Đoàn Ngọc Hải chỉ thấy qua tấm hình được chụp vào ngày 11 tháng 3 năm 2017, tù nhân Đinh La Thăng hoa tay lên thành ghế của Tất Thành Cang đang cười rất bí hiểm. Nói thẳng, giai đoạn tù nhân Đinh La Thăng giữ chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì liên tục có những hành động lấn át vai trò quản lý về mặt nhà nước của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Khiến cho hình ảnh đồng chí Nguyễn Thành Phong, người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rất mờ nhạt trong lòng người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã từng bị người dân hiểu lầm khi nhắc nhở ông Đoàn Ngọc Hải về vấn đề dẹp vỉa hè. Công tội phân minh Để dư luận có cái nhìn đúng bản chất về ông Đoàn Ngọc Hải, công tội phân minh Thiết nghĩ, nếu đã có kết luận về vi phạm của ông Đoàn Ngọc Hải và bản thân ông Đoàn Ngọc Hải không sợ gì cả, thì Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần sớm công khai những sai phạm liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải để tránh sự rối loạn trong dư luận.